trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, nhân dân và toàn thể du khách đón xem các tiết mục biểu diễn chào mừng tại giải. Mở đầu là chương trình tiết mục chống trận, đơn vị biểu diễn võ đường Đặng Đình Hòa đến từ thành phố Hải Phòng.